mình lấy một cái khung 1/3 của cái phần đầu, bắt đầu mình cào như thế này, thật là triệt để nhé, nhớ thật là triệt để, đừng có sọt sợi nào hết. Để làm gì? Để mất công ty này mình quay lại mình cào. Bọn em sẽ lấy cái khâu cái cờ 4.5 bấm chân đi cái nền. Đừng có đi ở giữa lưng chân á, thấy không? Chúng ta sẽ phá cái gơ này và nó sẽ ra một cái gơ tiếp theo. Nhớ làm gì đấy, không báo cũng thế, phá thì cũng cứng, tương đối với các bạn. Sẽ tạo cái gơ này. Hai gơ, là hai gơ, hai gơ, hai gơ, hai gơ, hai gơ, hai gơ, tiếp nối của bước 3 thì mình mở cơn gạt, mở lưỡi lên và tiếp tục đánh bôi lên khoảng tầm 2 phân để xử lý cái phần lưng còn lại. Tháo cỡ này ra này, tháo cỡ ra đúng không? Bật nó quay trở lại vị trí ban đầu này, phải ngừng dưới, hồi nãy mình phải ngừng trên này đúng không? Giờ mình phải ngừng dưới này. Đóng hết lưỡi lại luôn hả? Đóng lại, đóng hết lưỡi lại. Về cái phần cử là xong rồi, là ngang này mình chấm dứt cái việc sử dụng cử nữa, không dùng nữa. Thì bước tiếp theo thì mình sẽ làm gì? Còn cái chỗ này đúng không?